Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với One Kids News. Và đây là số phát sóng thứ 3. Nào, không để các bạn đợi lâu, chúng ta cùng bắt đầu với số hôm nay nhé. Autodesk University là một sự kiện được tổ chức hàng năm dành cho các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất, truyền thông và giải trí để học hỏi và kết nối theo những cách mới trong thời kỳ công nghệ số hóa này. Năm nay, Autodesk University 2021 sẽ chính thức hoạt động trở lại. Thời gian diễn ra từ ngày 5 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 14 tháng 10. Đến với Autodesk University lần này, người tham dự sẽ được tham gia vào hàng trăm lớp học trực tuyến, được gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Hiện tại, cổng đăng ký của sự kiện này đã chính thức được mở và lịch trình của từng nội dung cũng được cập nhật cụ thể. Hãy cùng đăng ký và theo dõi các lĩnh vực phù hợp với công ty bạn để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích nhé. Liên đăng ký quay kết xin được đính kèm trong phần mô tả bên dưới. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Autodesk thông báo đã chính thức mua lại Innovyze, nhà cung cấp công nghệ xây dựng và mô phỏng hạ tầng nước thông minh. Innovyze được biết đến là công ty hàng đầu trên toàn cầu trong việc xây dựng và phát triển các phần mềm tiên tiến trong ngành công nghiệp nước với hơn 35 năm qua. Trong quá trình hoạt động và phát triển, Innovyze đã phục vụ hàng nghìn khách hàng bao gồm các công ty công ích lớn, các công ty thiết kế E&R, các đơn vị tư vấn và các nhà máy lọc hóa dầu trên khắp thế giới. Thương vụ này giúp Autodesk có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho các kỹ sư, các nhà sản xuất, các nhà cung cấp và các bên liên quan đến sản phẩm, cũng như đưa Autodesk trở thành nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật hàng đầu, từ thiết kế đến vận hành cơ sở hạ tầng nước trên toàn cầu. Điều này sẽ giúp thúc đẩy chiến lược Digital Twin, hay còn gọi là bản sao kỹ thuật số của Autodesk, giúp tạo ra con đường rõ ràng hơn cho việc số hóa và phát triển bền vững ngành công nghiệp nước. Trong nhóm các sản phẩm hàng đầu về việc kiểm tra sau bước lập trình CAM, thì CAMless là bộ sản phẩm hỗ trợ mô phỏng, kiểm soát va chạm và suốt chương trình AC khá phổ biến với người dùng. Sau khi kết nhập CAMless từ cuối năm 2020, đội ngũ Autodesk đã làm việc không ngừng để có thể cung cấp các plugin giúp kết nối CAMless với các phần mềm CAM hiện có của Autodesk một cách hoàn hảo nhất. CAMless hỗ trợ đầy đủ tất cả dòng máy CNC, nhất là máy phay và tiện nhiều trục với sự phối hợp chặt chẽ từ chính các nhà sản xuất máy CNC. Bạn có thể liên hệ quan kết để có thể tìm hiểu thêm về giải pháp mô phỏng, kỹ xế cực kỳ đa năng này nhé. Khi triển khai dự án xây dựng, bạn thường dùng cách nào để kiểm soát chất lượng của dự án? Các cách truyền thống mọi người hay sử dụng là lập file Excel chứa tất cả những loại defect của nhà thầu. Có bên thì quản lý hình ảnh tại hiện trường, báo cáo qua các công cụ trao đổi như email, Zalo, Messenger. Với những cách trên, sau một thời gian sẽ rất khó kiểm soát khi loại defect ngày càng nhiều và tin nhắn bị trôi trong các group. Với nền tảng Autodesk Construction Cloud và sản phẩm Autodesk Build, bạn hoàn toàn kiểm soát được chất lượng dự án của mình. Cho dù bạn là chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu phụ hay người quản lý dự án, bạn sẽ có một nền tảng đáng tin cậy để hỗ trợ các công việc hàng ngày. OneCAD đã có nhiều video giới thiệu về giải pháp Autodesk Build trên channel của mình. Bạn có thể tìm xem và để hiểu rõ hơn về các tính năng có trong Autodesk Build, OneCAD Việt Nam sẽ tổ chức buổi webinar Autodesk Build Workflow kết nối thiết kế và thi công vào ngày 28 tháng 8 năm 2021, giúp mọi người hiểu rõ hơn về giải pháp số hóa cho công trường. Khi được tích hợp đầy đủ các quy trình IFRI, Submittal và Avalanche Build trên Cloud, buổi webinar sẽ được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Hãy cùng đăng ký tham dự theo đường link mình đính kèm ở dưới phần mô tả nhé. Example là một giải pháp cloud được Autodesk phát triển với mục đích kết nối thông tin mô hình BIM cho các nhóm dự toán và quản lý dự án. Một số tính năng nổi bật có thể kể đến như cải thiện mô hình BIM có điều kiện giúp người dùng có thể chuyển đổi bất kỳ mô hình thiết kế nào trở thành mô hình cho thi công, hợp lý hóa việc bóc tách khối lượng và quản lý thay đổi dựa trên mô hình, và cuối cùng là theo dõi tiến độ lắp đặt dễ dàng. Trước đây, Example đã được sử dụng tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Sau khi mua lại giải pháp này, Autodesk đã tích hợp Example vào nền tảng Autodesk Construction Cloud. Và kể từ tháng 8 năm 2021, bạn có thể mua bản quyền này thông qua đối tác ủy quyền chính thức của Autodesk tại Việt Nam. Vào tháng 9 này, OneCAD cũng sẽ có một loạt series webinar về phần mềm Example để có thể giúp khách hàng tiếp cận và có cái nhìn tổng quan hơn. Về thời gian cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo chính thức đến bạn trên website và fanpage của OneCAD nhé.
Inventor Mode Design là một trong những module được Autodesk trang bị cho phần mềm Inventor Professional. Với bộ thư viện về các chi tiết khung phong phú, cũng như các tính năng chuyên biệt, sẽ giúp người dùng có thể rút ngắn được thời gian thao tác khi thiết kế các loại khuôn ép nhựa. Với Mode Design, người dùng có thể dễ dàng tạo ra các mặt phân khuôn cho chi tiết, tách khuôn sản phẩm, tạo hệ thống ti đẩy cũng như lên bộ áo khuôn và thiết kế các cơ cấu trường của khuôn. Bên cạnh đó, Inventor Mode Design còn hỗ trợ việc tính toán và mô phỏng các thông số như thời gian điền đầy, dự toán các loại của sản phẩm như lỗ khí, vết hàn. Vừa qua, Quan Kết Việt Nam cũng đã tổ chức buổi webinar thiết kế khuôn với Inventor Mode Design để giúp người dùng có thể dễ dàng bắt đầu ứng dụng module này trong thiết kế khuôn mẫu. Bạn có thể xem lại video của buổi webinar. Quan Kết sẽ để lại đường link bên dưới phần mô tả nhé. Bóc tách vật liệu, tạo bơm hay tính cutting list là công đoạn vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng rất nhiều tới các giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực thiết kế, sản xuất, tính năng Build a Material của Inventor sẽ hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả, nhanh chóng hơn cũng như giúp giảm thiểu được những sai sót trong công đoạn này. Tuy nhiên, để có thể làm chủ được tính năng Build a Material nhằm tận dụng và đáp ứng được tất cả các nhu cầu của công việc thì nhiều người vẫn chưa nắm hết được công dụng, thậm chí là bỏ qua chức năng này và tạo bơm theo phương thức thủ công. Để có thể tìm hiểu thêm về tính năng này cũng như cách ứng dụng hiệu quả trong công việc, bạn có thể đăng ký tham gia miễn phí webinar Làm việc với Build a Material trên Inventor Professional được Quan Kết tổ chức vào ngày 30 tháng 8 2021 nhé. Link đăng ký sẽ được đính kèm bên dưới phần mô tả. Với mong muốn có thể cung cấp kịp thời cơ sở chăm sóc sức khỏe để điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân mắc COVID-19, hai công ty Formbuild và Frontexture đã phối hợp với nhau để có thể triển khai dự án xây dựng bệnh viện dã chiến trong vòng 2-3 tuần. Frontexture cung cấp các vật tư cấu trúc bên ngoài có thể tùy chỉnh theo thời tiết, còn Formbuild chịu trách nhiệm thiết kế và cung cấp cơ sở hạ tầng như khoang bệnh nhân, phòng khám và vách ngăn. Cả hai công ty đã kết nối được với một đối tác của Autodesk có kinh nghiệm đi sâu thông qua Autodesk Service Marketplace để cùng phối hợp thực hiện. Sau khoảng thời gian ngắn được các chuyên gia hướng dẫn và đào tạo nâng cao, đội ngũ của hai công ty đã có thể sử dụng thành thạo Revit cùng với Inventor và một số công cụ thiết kế khác. Ban đầu, họ đã tạo ra các file Revit, tự động hóa các bản vẽ kiến trúc có sẵn, sau đó chuyển qua sửa đổi các thông số của bản vẽ với phần mềm Inventor để xây dựng lại mô hình bằng cách sử dụng các tham số và cuối cùng tạo mô hình 3D hoàn chỉnh trong Inventor. Với sự giúp đỡ của các phần mềm Autodesk, mọi hoạt động được tiến hành nhanh hơn và dự án có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến, từ đó nhanh chóng cung cấp được cơ sở chăm sóc sức khỏe để điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Vừa rồi là tất cả những thông tin có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Quan Kết chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe và an toàn trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp này nhé.